Hello, xin chào tất cả anh chị các bạn nhé. Vâng, xin chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Và xin phép giới thiệu với tất cả anh chị bạn ba miếng bìa hương bông chun sụn tinh lõi này. Rồi em xin giới thiệu kích thước từng miếng một nhé. Trước tiên cho các bác xem vân này. Miếng này là chiều cao này. Chiều cao là 1m33. Ngang từ đây qua đây là 85. Từ đây qua đây là 65 và trên đây là được 48. Đấy, đi một vòng cho các bác xem này. Cái miếng này thì nó là cái vẹt, nó có cái vẹt vắt đây như kiểu một cái tà áo. Đấy, như một cái ngực, đây là bụng ngực. Rất hầm hố, rất là đẹp. Đấy, vân thì nói chung là quá ok. Rồi miếng thứ hai đây các bác này, miếng thứ hai đây cũng cao 1m3. Ngang đây là qua đây là 1m. Và dưới đây, dưới đây là được 65. Đấy, đi mặt sau cho các bác xem nhé. Chùn sụn tinh lõi luôn. Ba miếng cùng gốc này. Đó, rồi miếng này nhỉ. Đấy, miếng này em quay cho các bác xem. Đấy, miếng này trên đầu đây cũng rộng 1m90 không ạ. Rồi, phần chỗ này. Chỗ đây là đây 85. Và dưới đây là cũng được 65. Và tận cuối cùng đây là được 50. Độ dày trung bình ba miếng này là cứ đều 5 phân 7 phân ạ. 5 phân 7 phân. Vân thì quá đẹp. Ok, xin cảm ơn mọi người đã xem nhé.